xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ba mình sẽ tập xuống dưới. Rồi. Ba làm cho nó thật đẹp chứ. Cháu không nhìn cái gửi xuống đâu cho xem được. Thôi. Thần tiết ạ. Thôi vậy, ba làm cái gửi xuống được. Ba làm cái bò con xuống bắn. Ừ, cái bắn. Thì sốc ra kia ngồi với bà đi. Ngồi với bà, ngồi với anh Tí. Tí, ra kia ngồi đi, chơi. Đấy, con thử ấy đi. À đấy. Tí, đó là con khoe. Con bảo là tớ sẽ khoe về, tớ sẽ hướng dẫn cách chơi. Ngồi xe xuống, ngồi xe xuống. Bẻ lên. Anh em bắn nhau lên à? Chết người. Thôi bà chắc chỉ tôi sẽ sóc ngược rồi Tí. Con dậy, em sóc bắn, anh bắn ngược thì làm sao mà có bắn tiếng được. Ô oh, shit. Khẩu súng rồi. Sóc ổng ấy rồi. Tí ngồi xuống con. Tí ngồi xuống. Sắp ra kia. Kiếm ơi các bạn ơi, khẩu súng. Sắp ra kia chơi đi con. Tí ơi, mát gì? Tí ngồi xuống chứ. Cái đấy để làm gì đấy? Súng ba càng đấy. Súng ba càng. Bắn một súng cho nó đẹp. Hai một súng đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe cái tiếng sọp sạp hay nhỉ? Con nói với các bạn là bà Thớ đang làm súng 3 cáng. Bà Thớ đang làm súng 100 cáng. À, 3 cáng. À, bà lắp ở trên. Bà chỉ lắp ở đây thôi. Lắp ở đây một cái đầu nhắm. Lắp hai cái này để quỳ xuống quắn. Lắp cái này để tập ở đầu mê. À, cái này hay đó. Không, để súng ma càng đây. Không, nó không bắn được. Kiểu thế đấy đi. Đúng ra cần gì nữa. Đấy, súng ma càng đây. À, thì có thể gắn hai cái này vào cái này này. Xong rồi bắn súng được này. Không mà làm được đâu. À đây này. Đây. Đây đây đây, đây. Thì bắn cho mình bà người lên. Bà đã làm được cần gì nữa. Đây này. Bắn cho mình người lên. Đấy. 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 Ô, chưa biết chơi. Ơ cái này nó bằng nhau như vậy cháu không nhìn thấy. Đấy, làm sao nó được cái. Tí khoe đi con. Rồi. Đây là súng ba cáng. Tí cho xe lên cơ mà. Cho lên. Đây. À, tí nằm xuống đi. Nằm xuống xong mày chơi đi. Nằm xuống xong mày ấy tí. Nằm xuống. Không phải nằm bạn nữa. Các bạn đây là súng ba càng. Súng ba càng. AK-47. Xong bắn nào nhỉ? Ngửa lên. Ngửa lên như này. Cầm ngửa lên. Ngửa lên. Bắt xuống. Đó. Nào, xong rồi tí bảo gì nếu các bạn làm sao? Các bạn. Để làm một lại. Để biết số 3 cho các bạn nữa.